Đầu gót Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2019, Đầu gót Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu vị một bộ sản phẩm bằng gỗ mun hàng siêu khủng của Đầu gót Thanh Luân chúng tôi và của một khách hàng. Toàn bộ các sản phẩm trên của Đầu gót Thanh Luân chúng tôi đã có chủ nhân, đó chính là gia đình nhà chị Lý ở đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội. Ở đây trên màn hình quý vị đang thấy đây là một bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 13. Bộ Minh Quốc Nghê cột 13 gồm có 10 món. Hàng siêu khủng luôn. Được Đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi vừa hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chúng tôi là chuẩn bị đi bàn giao gia đình nhà chị Lý ở đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội. Và sau đây, Thanh Luân sẽ cùng với khách đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế này. Alo. Chị ở phố đấy, gọi phố gì chị nhỉ? Thành phố gì ạ? Thành phố giao lưu. Ok chị nhá. Rồi em cảm ơn em đang quay. Em đang quay nhưng em mới bốc hàng đi chị nhá. Ok. Dạ vào ok chị nhá. Vâng, thì là chị Lý cũng vào điện thoại cho chúng tôi và gia đình chị ở thành phố giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, thành phố Hà Nội. Của gia đình nhà chị Lý có đặt Đồ gỗ Thanh Luân cho tôi một bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 13 gồm có 10 món hàng siêu khủng, và phía này là một chiếc kệ tivi bằng gỗ mun. Kệ tivi hàng siêu khủng này kích thước là dài hơn 3 mét, bằng gỗ hương bằng gỗ mun hoa da báo chọn vân thửa đỉnh cao. Và ngoài nữa là phía bên này là còn một bộ bàn ghế ăn bằng gỗ mun hoa da báo mẫu Louis hoặc là tây Louis, hàng siêu khủng luôn. Gia đình nhà chị Lý đã về trực tiếp cơ sở của Thanh Luân để ký nhận và đặt hàng sản phẩm này. Chúng tôi đã gia đình nhà chị Lý đã về trực tiếp cơ sở để ký nhận phần mộc, phần thô. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết của bộ bàn ghế phòng khách trước tiên. Và ngày hôm nay là ngày 29 tháng chạp, tức là 29 Tết rồi, và đội quân đây, con cháu của Đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi cũng đã về tụ tập và sum họp để chuẩn bị đón cái Tết Kỷ Hợi. Và ngày hôm nay là ngày cận Tết rồi nhưng Thanh Luân chúng tôi vẫn đang tấp lập với các công việc để chuẩn bị bàn giao, dựng hết biển lên cho chú. Các cậu nào, Ninja nào. Và quý khách đừng quên đăng ký subscribe kênh của Đồ gỗ Thanh Luân để liên tục nhận được các thông báo về video mới của chúng tôi là cập nhật hàng ngày. Đây, bộ bàn ghế này là bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 13, hàng siêu khủng, được chọn vân kỹ lưỡng và toàn bộ đường nét chi tiết được đục chạm thủ công bằng tay 100%. Hàng này là hàng thửa đỉnh cao, rất giá trị, sang trọng hôm nay và giá trị cho mai sau. Quý khách có thể thấy được ra. Đây, toàn bộ được đục chạm thủ công. Và về cái mẫu Minh Nghê thì chúng tôi nó là sở trường rồi. Riêng buổi tối ngày hôm qua là 28 tháng chạp thì Thanh Luân chúng tôi cũng đã bàn giao ra hết. Đã bàn giao tầm lúc khoảng 10 bộ bàn ghế cho các khách hàng ở mọi miền trên tổ quốc. Video quý vị đang xem chúng tôi quay tại cơ sở 1 của Thanh Luân, làm tại đầu làng Hải Khê, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và bộ sản phẩm này chúng tôi đã đang trưng bày tại cây xăng dầu xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, ở cạnh Đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi. Hôm nay là 29 tháng chạp năm 2018 và chỉ còn ngày mai ngày 30, sau đó là đến Tết Nguyên Đán rồi. Đây, quý vị cùng chiêm ngưỡng từ tứ phía, mặt trước mặt sau của bộ bàn ghế nội thất phòng khách đẳng cấp và đỉnh cao này. Đó, rất chia đẹp, rất đẳng cấp luôn. Quý khách nào có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thanh Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 và 0972 770 888. Chúng tôi chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước của loại gỗ. Đây là bộ bàn ghế nội thất phòng khách gồm có bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 13 gồm có 10 món hàng siêu khủng, được chúng tôi đã hoàn thiện và chuẩn bị đi bàn giao gia đình nhà chị Lý ở thành phố giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Đây, bộ bàn ghế Minh Quốc Nghê cột 13 và chiếc tủ kệ tivi. Sĩ ơi,
Chị bảo chú Luân đánh xe về nhà bốc cái kệ trước đi. Cái kệ hương. Anh đánh em nhờ. Đây. Anh đánh em nhờ cái. Đây là chiếc kệ tivi kiểu mõ đồng tiền. Mẫu 3 cục dài hơn 3m, 3m2. Và thành luôn chúng tôi làm theo đơn hàng của chị. Và chúng tôi sẽ giới thiệu trong clip sau. Và clip này chúng tôi là giới thiệu riêng về bộ bàn ghế phòng khách là bộ bàn ghế Minh Quốc Ghê cột 13 cũng có 10 món. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn gia đình nhà chị Lý đã tin tưởng đặt hàng, và xin kính chúc chị có một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, và chúc gia đình nhà chị luôn luôn tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành công. Và quý khách đừng quên đăng ký subscribe kênh của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi để liên tục nhận được các thông báo về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúng tôi xin được tạm dừng video clip tại đây và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.